đi để chồng đi thể dục thể thao, chồng đi ốm ấy, chồng có bô ly là chồng không ốm. Ờ chồng ăn không có gì á, thì này đi cả bô ly thật gì là đi đi không bô ly ngày mai nha, chồng đi ngủ đi, chồng hôm nay bị ốm đi ngủ đi. Chồng bị ốm, chồng ốm nha, chồng có bô ly nha, có thể dục thể thao nha, có mồ hôi là không ốm. Cái gì nói mọi người đi. Đúng không mọi người, phải chơi thể thao thì nó mới toát mồ hôi ra thì nó mới không ốm đúng không? Đây có anh Jacky nói đúng. Không, anh Jacky không comment này. Có, comment rồi. Vậy thế tôi sẽ tắt cái quay đi về. Tắt cái được. Trong, massage không? Ai? Hôm nay, bố bố okay. Mi cô có massage okay, okay. Yêu cô này này nha, có bún nghe cô chấm chấm mấy giờ? Tám giờ chấm với lu. Cảm ơn anh Jacky, cảm ơn anh Jacky. Chúng ta harus và đi về ngoài với bạn anh Jacky ngã ngửa đấy. Không đi 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 anh Jacky chấm 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 sao đang ăn hoa luôn ấy. Ờ chưa